Sau 5 ngày kể từ khi được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ thủ tục làm căn cước công dân, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, đã được nhận căn cước công dân tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai. Theo đó, vào ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, 43 tuổi. Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú được nhận căn cước công dân và được cán bộ công an hướng dẫn sử dụng, tiện ích đi kèm như đi máy bay, đi khám bệnh bảo hiểm y tế. Khi được hỏi về cảm xúc khi được nhận căn cước công dân, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, ông cũng cảm thấy như bao người công dân bình thường khác. Nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học, thì đó là điều tốt đẹp. Sau đây là anh Tú xin được cấp cái căn cước công dân này và luôn luôn mang theo nó trong người. Và sử dụng nó rất nhiều cái tiện ích như là đi máy bay này, thế rồi đi khám bảo hiểm y tế, khám bệnh này và nhiều các cái việc khác nó phục vụ cho chính bản thân mình. Cái căn cước công dân này nếu mất thì anh Tú đến công an là khai báo và làm lại. Trước đó ngày 3 tháng 6, cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin sau khi một số người đi bộ theo ông Tú gặp vấn đề về sức khỏe, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được đi bộ, hành trì theo ý nguyện, song cần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Tú sau khi nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Khi được hỏi về việc nếu cơ duyên một lúc nào đó có thể sang gặp Đức Phật ở Ấn Độ, ông Tuệ cho rằng được về thăm Đức Phật, đảnh lễ ở thánh địa của Đức Thế Tôn thì đều tốt đẹp. Ông đã từng ước mong một lúc nào đó có thể bộ hành đến Ấn Độ, đảnh lễ ở thánh địa của Đức Thế Tôn để học tập ân đức của Đức Thế Tôn. Ông Tuệ cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bản thân vẫn tốt, vẫn đảm bảo để có thể tu hành, bộ hành, khất thực. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc giá vé máy bay tăng cao trong dịp cao điểm mùa hè đã khiến cho nhiều du khách, gia đình cân nhắc lựa chọn đi du lịch tự túc gần thành phố sinh sống để tự do khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ, cũng như tiết kiệm được chi phí. Du lịch gần gũi với thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường đang là xu hướng được nhiều du khách yêu thích lựa chọn trong năm nay. Ngồi dưới thác chảy giữa không gian núi rừng, lắng nghe âm thanh hay cảm nhận rõ sự mát lành của dòng nước là cách mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để có thể rời xa bộn bề thành phố. Em thì nghĩ là kiểu mình nên đi gần trước, còn sau này mà có kinh tế thứ thì mình sẽ đi xa sau ạ. Với cả những cái địa điểm đấy là gắn liền với Việt Nam của mình nên em muốn đi tham quan ạ. Không còn ưu tiên lựa chọn những điểm đến xa, mùa hè này anh Long lại chọn đi du lịch gần nơi mình sống. Chỉ mất khoảng một tiếng di chuyển bằng xe máy là anh đã có thể thư giãn tại không gian thiên nhiên trù phú, thay vì phải bỏ tiền triệu để đi du lịch. Chuyến đi lần này của anh chỉ tốn hơn 200.000 đồng là đã có thể thỏa mãn niềm yêu thích khám phá và trải nghiệm của bản thân. Đi du lịch ở xa thì cảm thấy giá vé với cả mọi thứ sẽ đắt đỏ hơn, hay là đi với so với là đi gần với khu vực mình hơn. Cứ chỗ nào mà nó tiện lợi, nó đẹp và chi phí có thể nó phù hợp với tất cả chị em trong gia đình mà chúng tôi sẽ lựa chọn chúng tôi đi. Với không gian đầy đủ tổ hợp các dịch vụ du lịch như cắm trại, tắm suối, chèo thuyền, khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà cũng đang dần trở thành điểm hẹn du lịch mùa hè cho người dân. Dù mới vào đầu mùa cao điểm, nhưng số lượng khách mua vé và sử dụng dịch vụ tại khu du lịch đã tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại thì ngoài cái việc mà chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cũng như là các khuôn viên cảnh quan thì Thiên Sơn cũng có kế hoạch để xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, những gói combo với nhiều những chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Còn với những vị khách nước ngoài này, sau chuyến đi dài ngày ở Việt Nam, họ lại chọn nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên ngay tại Ba Vì, Hà Nội, thay vì phải tiếp tục di chuyển tới những thành phố khác. Chúng tôi chỉ có kỳ nghỉ ngắn khoảng 10 ngày và chúng tôi muốn tới những nơi gần gũi với thiên nhiên.
Là một họa sĩ nên tôi rất muốn được trải nghiệm, được hòa mình vào thiên nhiên ở Việt Nam, cảm nhận cái đẹp của phong cảnh Việt Nam. Những âm thanh, hương thơm của tự nhiên thật sự rất tuyệt vời. Trước đó tôi đã nghỉ tại khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, nhưng bạn biết đó, khi ở trong trung tâm thành phố thì rất náo nhiệt, ồn ào. Với mức giá khá hợp lý, thì chúng tôi đã có thể thưởng thức không khí trong lành và ngắm nhìn vùng quê ở Việt Nam. Để đón đầu lượng lớn khách lưu trú, khu nghỉ dưỡng này đã cho ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như các tour trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, xây dựng dịch vụ cắm trại trong ngày. Hiện khu du lịch đã đạt 60% công suất ngay đầu tháng cao điểm. Và đặc biệt cái lượng khách mà trải nghiệm với trekking, các cái tour tham quan suối và nghỉ dưỡng ở những cái nơi trong lành là cái điểm đến của các gia đình muốn cho con em đến có những cái trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên, hiểu hơn thiên nhiên. Trong cuộc sống hối hả hiện đại, nhiều du khách mong muốn tận dụng kỳ nghỉ để thoát khỏi guồng quay thường nhật và kết nối sâu sắc hơn với con người và điểm đến mà họ ghé thăm. Du lịch chậm không chỉ giúp du khách thư giãn, tìm lại sự cân bằng mà còn tạo ra nhiều trải nghiệm mới mẻ và góp phần giúp địa phương phát triển nhiều khu vực, hoạt động du lịch mới. Sau thời gian dài trầm lắng khiến sức khỏe của thị trường cũng như cộng đồng doanh nghiệp bất động sản suy giảm nghiêm trọng, từ cuối năm 2023, thị trường bất động sản đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo thông tin từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, ước tính đến 5 tháng đầu năm của năm nay, so với thời điểm thị trường khó khăn nhất, đã có khoảng 40% môi giới quay trở lại ngành bất động sản. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, từ đầu năm cho đến nay, số lượng môi giới mới tham gia và quay trở lại thị trường bất động sản có sự tăng trưởng mạnh. Trước đó, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong năm 2023, khoảng 70% môi giới bất động sản đã nghỉ việc bỏ nghề. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh công bố gần đây cũng cho thấy, tại quý 1 năm 2024, có 13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành và 55% môi giới bỏ việc dự kiến sẽ tham gia vào thời gian tới. Hiện trên các sàn môi giới hiện nay đang rầm rộ khởi động cuộc đua săn lùng nhân sự. Các sàn môi giới đưa ra nhiều hoạt động cạnh tranh bằng những chế độ mức lương cứng cùng hoa hồng hấp dẫn nhằm mục đích tăng quy mô để có đủ nguồn lực giúp mở rộng thị trường và thị phần. Mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về một số thành viên Hiệp hội mất một phần khối lượng hàng hóa xuất khẩu. Việc thiếu hụt hàng hóa này làm giảm lòng tin của các đối tác quốc tế và khách hàng vào hệ thống logistics và vận tải biển của các đơn vị cung ứng. Cụ thể, nhà nhập khẩu phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt so với khối lượng ký hợp đồng thực tế, trong khi đó khối lượng container bao gồm hàng hóa bên trong được cân theo phiếu cân tại cảng đều thể hiện hàng hóa đủ khối lượng tại thời điểm hạ cảng. Điều tra nội bộ, doanh nghiệp xuất khẩu nghi ngờ khả năng hàng bị mất trong thời gian container được hạ bãi chờ xuất tàu. Việc thiếu hụt hàng hóa này làm giảm lòng tin của các đối tác quốc tế và khách hàng vào hệ thống logistics và vận tải biển của Việt Nam, cũng như uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, để có thông tin kiến nghị với các cơ quan chức năng và làm việc với các cảng vụ, đề nghị các doanh nghiệp có hiện tượng mất hàng hóa xuất khẩu, cung cấp thông tin để Hiệp hội cùng tổng hợp và báo cáo các bộ ngành xem xét.